Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Bạch Hải Đường, chủ tịch. Cái gì, ăn cướp hả? Cậu Bường là người ở đâu tới vậy? Ở đâu tới không có quan trọng. Nè, tôi nói cho cậu biết, cái chức chủ tịch không thuộc về cậu. Chị. Gì? Chị có chồng chưa? Chưa. Cái gì cũng có lý do. Chuẩn bị có cái buổi ra mắt tân chủ tịch á, lo mà phát biểu cho hay nghe. Cái đó không phải nghề. Nếu mà cơ hội tới á, mày có nắm bắt không? Tính ra Bường nó cũng làm được việc quá chứ. Tốt mà, có gì không đúng ý ông hả? Ê. Ông mang một cái thằng ớt ơ vào làm chủ tịch. Xưa giờ tao nhìn nó cái mặt đã có hào quang rồi. Vũ Khánh sao rồi? Khánh, anh lấy tư cách gì mà nói câu đó? Tư cách chủ tịch Bùi Ban Bường.